Chương trình tối hôm nay gồm có Những sát nhân người Nga được tôn vinh nơi quê nhà Skibitsky Việc mất Chapsivya chỉ là vấn đề thời gian Ngoại trưởng Anh Ukraine có thể tấn công Nga bằng vũ khí của Anh Tướng Hodges Đe dọa hạt nhân của Nga chỉ là nói miệng Nga có thể đang giúp Trung Quốc chuẩn bị tấn công Đài Loan Tổng thống Biden gọi Nhật Bản là quốc gia bài ngoại. Ả Rập Saudi bắt giữ người bình luận chống lại Israel. Xe bán kem đâm vào 29 trẻ em ở Kyrgyzstan. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Kính chào quý khán thính giả quay trở lại với bản tin tối của kênh 60 giờ tinh hoa vào thứ sáu ngày mùng 3 tháng 5 Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, bị kết án 17 năm tù vì buôn bán ma túy Afetamin và được ân xá bởi Tổng thống Vladimir Putin. Cựu linh đánh thuê của binh đoàn Wagner là Dmitry Karavachik đã trở thành nhân viên của tổ chức biên giới Leningrad. Mới đây thông tin này đã được chính tù nhân Karavachik xác nhận. Người đàn ông được báo chí gọi là Walter White, người Nga cho biết. Tôi hiện giữ chức vụ phó giám đốc của quỹ, giúp đỡ hoàn toàn về vấn đề an ninh. Chúng tôi làm việc về vấn đề viện trợ nhân đạo, hợp tác với văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ của vùng Leningrad. Sắp tới tôi sẽ có chuyến công tác tới quân khu phía Bắc. Tù nhân Karavachik đã nhận được biệt danh của mình từ nhân vật chính của bộ phim truyền hình có tên là Breaking Bad, một giáo viên hóa học trở thành một nhà sản xuất ma túy. Trước đó Karavachik từng là một bác sĩ thú y chuyên nghiệp đã thành lập một phòng thí nghiệm ma túy cùng với vợ của mình là một giáo viên vật lý tổ chức biên giới Leningrad được thành lập bởi thống đốc vùng Leningrad là Alexander Rosenko với sự hỗ trợ của một chùm tội phạm tại khu vực xanh Petersburg là Ilya Chubur vào năm 2018 Dmitry Karabachik và vợ là Diana Gribovskaya đã nhận mức án 17 và 16 năm tù vì tội sản xuất và buôn bán ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Vào tháng 1 năm 2023, Karabachik đã gia nhập binh đoàn Wagner, phục vụ được 6 tháng và được ân xá sau đó. Sau khi kết thúc hợp đồng đầu tiên, người đàn ông đã ký một hợp đồng khác rồi quay trở lại Saint Petersburg. Sau đó, tổng thống Vladimir Putin đã ân xá cho cả hai vợ chồng của ông ta, là bà Diana Gribovskaya. Trong cuộc trò chuyện, Karavachik đã cho biết, sau khi được trả tự do, vợ ông ta vẫn tiếp tục làm nghề giáo viên. Tuy nhiên, người lính đánh thuê Wagner đã không nói rõ người vợ được ân xá của ông ta làm việc tại đâu. Trong khi đó, một sát nhân người Nga khác, tên là Dmitry Malisev, đã bị kết án 23 năm tù, cũng đã chiến đấu tại Ukraine và được ân xá. Sau khi kết thúc hợp đồng, Dmitry Malisev đã được mời đến một ngôi trường để đấu tranh giáo dục giới tính và thể hiện quan điểm đối với người đồng tính. Trước đó, Dmitry Malisev đã được cả nước Nga biết đến là một kẻ ăn thịt người tàn bạo. Kẻ tàn ác này thậm chí còn quay phim trên điện thoại di động của mình quá trình cắt và chuẩn bị nấu trái tim của nạn nhân. Sau đó, Y thậm chí đã chia sẻ món ăn chết chóc với con mèo của mình. Khi tất cả những điều này xảy ra, người vợ và hai đứa con của y thậm chí còn đang ngủ ở phòng bên cạnh. Trong quá trình sống tại nhà tù ở Nga, Malisev đã gặp một kẻ sát nhân khác là Alexander Maslennikov cùng sống trong vùng của y. Kẻ này cũng đã từng sát hại và chặt thi thể của hai người phụ nữ mà y đã gặp khi hát karaoke vào năm 2017. Vào năm 2019, một tòa án đã kết án y 23 năm tù. Người dân địa phương cho biết, Maslenikov từng đăng ký với tập đoàn Wagner vào mùa xuân năm 2023. Sau đó, cả hai kẻ sát nhân này cùng nhập ngũ và chiến đấu tại Ukraine và hiện nay đang dự định công bố những bức ảnh trên tiền tuyến. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với The Economist, ông Vadim Skibitsky, phó cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, đã nói rằng tuyến phòng thủ trên cao điểm ở Chapsivia là một vấn đề đáng lo ngại đối với đất nước vì việc mất nó sẽ mở đường đến các thị trấn lớn cuối cùng ở khu vực Donetsk. Đồng thời, ông cũng cho biết, rất có thể việc chiếm đóng Chapsivia chỉ còn là vấn đề thời gian đối với người Nga, giống như Abdiivka đã bị quân Nga ném bom và thất thủ vào hồi tháng 2. Tất nhiên không phải là hôm nay hay ngày mai, mà tất cả đều phụ thuộc vào nguồn dự trữ và nguồn cung cấp của Ukraine. Ông cũng dự đoán Nga trước hết sẽ tiến hành một kế hoạch chiếm tất cả các quận phía đông của tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk của Ukraine. Nhiệm vụ này vẫn không thay đổi kể từ năm 2022. Ông Skibitsky nói thêm rằng, Nga đã được lệnh chiếm đoạt một thứ gì đó trước lễ kỷ niệm chiến thắng của Moscow vào ngày 9 tháng 5, hoặc nếu không làm được điều đó thì trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Putin. Ông cũng cho biết, vấn đề của Ukraine rất đơn giản. Ukraine không có vũ khí, Nga luôn biết tháng 4 và tháng 5 sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn đối với người Ukraine. Ngoài ra, ông Skibitsky cũng tiết lộ cho biết quân đội Nga không còn là một tổ chức kiêu ngạo như năm 2022 và hiện đang hoạt động như một cơ thể thống nhất, có kế hoạch rõ ràng và dưới một chỉ huy duy nhất. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Anh, ông David Cameron vào ngày 2 tháng 5 trong chuyến thăm Kyiv đã hứa với Ukraine viện trợ quân sự 3 tỷ bảng Anh khoảng 3,74 tỷ đô la Mỹ hàng năm, đồng thời tuyên bố Ukraine có quyền tấn công bằng vũ khí do nước của ông cung cấp vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của Liên bang Nga, và điều này là rất rõ ràng. Khi Nga tấn công trên lãnh thổ Ukraine thì cần phải tự vệ. Ngoại trưởng Cameron cũng nói thêm rằng, London có kế hoạch cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều nhất có thể. Ông nói, chúng tôi vừa dùng hết mọi thứ có thể để cung cấp thiết bị điều đáng lưu ý là ngày mùng 2 tháng 5, ông Cameron đã gặp ngoại trưởng của Ukraine là Dmytro Kuleba và Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm thứ hai tới Kyiv trên cương vị ngoại trưởng. cả nhà ngoại giao Anh lẫn các chính trị gia của Ukraine đều không công bố công khai các cuộc gặp. Ngoại trưởng của Vương quốc Anh cũng hoan nghênh việc Quốc hội Hoa Kỳ đã cung cấp gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Trước đó vào ngày 23 tháng 4, Thủ tướng của Anh, ông Rishi Sunak đã từng tuyên bố tăng cường hỗ trợ quân sự trên quy mô lớn cho Ukraine. Đó là 500 triệu bảng tài trợ quân sự bổ sung và nguồn cung cấp thiết bị quan trọng lớn nhất trong lịch sử của nước Anh. Thưa quý vị, tướng Hoa Kỳ đã về hưu, ông Ben Hodges đã cho rằng lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga khó có thể chứa đựng quyết tâm thực sự. Ông nói, tôi nghĩ ngày càng có nhiều người nhận ra rằng những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga chỉ là một mối đe dọa suông. Ông cũng cho biết thêm, nhưng tôi không thấy bất kỳ lợi ích nào cho họ khi sử dụng vũ khí hạt nhân, và đặc biệt nếu bản thân Nga không bị NATO tấn công trực tiếp. Ngoài ra theo tướng Hodges, người Nga đã nhận ra rằng vũ khí hạt nhân của họ đã phát huy hiệu quả nhất khi họ đe dọa sử dụng, bởi người Nga đã thấy Hoa Kỳ, Đức và một số quốc gia khác đang do dự như thế nào. Chúng tôi đang kiềm chế vì lo ngại về sự leo thang, có vẻ như cuối cùng chúng tôi cũng đã bắt đầu hiểu được vấn đề. Điều quan trọng là khi cả Hoa Kỳ và Đức cuối cùng đều nói rằng chúng tôi muốn Ukraine giành chiến thắng, thì đó mới là điều quan trọng nhất. Và khi bạn có một kết quả chiến lược rõ ràng xác định, thì bạn cũng có thể có những quyết định chính trị tốt hơn và hiệu quả hơn, tướng Hodges giải thích quan điểm của mình. Hiện nay, Nga có kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo đài Reuters, Điện Kremlin có hơn 5.500 đầu đạn. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, các quan chức tình báo Hoa Kỳ cho rằng, Nga và Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề quân sự, bao gồm cả khả năng xâm chiếm Đài Loan. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, Afro Hens, nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy Trung Quốc và Nga hợp tác trong mối quan hệ có liên quan đến Đài Loan. Đây là nơi mà Trung Quốc chắc chắn muốn Nga hợp tác và chúng tôi không thấy có lý do gì họ lại không làm như vậy. Bà Hens cho biết thêm, các đánh giá tình báo chỉ ra rằng sự hợp tác ngày càng tăng trong mối quan hệ đối tác không biên giới giữa nga và trung quốc trong mọi lĩnh vực của xã hội đặc biệt là trong chính trị kinh tế quân sự công nghệ kể từ khi liên bang nga bắt đầu cuộc xâm lược tổng lực vào ukraine trung quốc đã mở rộng hợp tác với nga bất chấp việc trung quốc công khai nói về tính trung lập trong cuộc chiến của nga bắc kinh chưa thực sự lên án moscow Tại thời điểm này, các công ty Trung Quốc tiếp tục cung cấp cho Nga hàng hóa lưỡng dụng có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí. Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga. Ngoài ra, Washington còn hứa sẽ thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh nếu cung cấp vũ khí cho Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden gọi quốc gia đồng minh Nhật Bản là bài ngoại trong một bài phát biểu tuần này, cùng với hàng loạt quốc gia khác mà ông tuyên bố đang phải chịu cảnh thiếu người nhập cư trong một buổi gây quỹ ở Washington, ông Biden tuyên bố như sau: "Cuộc bầu cử này là vì tự do, vì Hoa Kỳ và vì nền dân chủ. Đó là lý do tại sao tôi rất cần các bạn. Các bạn biết đấy, một trong những lý do khiến nền kinh tế của chúng tôi phát triển là nhờ các bạn và những dân tộc khác. Tại sao? Vì chúng tôi chào đón những người nhập cư. Tại sao Trung Quốc lại trì trệ về mặt kinh tế một cách tồi tệ như vậy? Tại sao Nhật Bản lại gặp khó khăn? Tại sao là Nga? Tại sao là Ấn Độ? Bởi vì họ có tư tưởng bài ngoại." ông Biden nhấn mạnh. Một số nhà lập pháp Nhật Bản phản ứng với bình luận của ông Biden trên mạng xã hội, bày tỏ sự bối rối hoặc hoài nghi đối với thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ. Mizuho Umemura, là một thành viên của đảng bảo thủ Nippon Ishin no Kai, cho biết, di cư là một vấn đề mà các nhà lãnh đạo châu Âu đang phải vật lộn. Hiện chưa có quốc gia nào giải quyết được vấn đề này. Thành viên Hạ viện và lãnh đạo đảng Sansei thẳng thắn hơn, viết rằng, không phải là chúng tôi bài ngoại, chúng tôi đang thận trọng sau khi nhìn thấy những thất bại của các bạn, bạn đang can thiệp quá nhiều vào công việc nội bộ của chúng tôi. Thưa quý vị, Ả Rập Saudi được cho là đã tăng cường bắt giữ các công dân đăng bài trên mạng xã hội liên quan đến cuộc chiến Israel Hamas, đồng thời chính quyền nước này báo hiệu sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Israel cam kết thiết lập một nhà nước Palestine trong tương lai. Các hạn chế về tự do ngôn luận, bao gồm cả trực tuyến, từ lâu đã phổ biến ở Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao và các nhóm nhân quyền ở Ả Rập Saudi nói với trang tin Bloomberg rằng hàng loạt vụ bắt giữ gần đây có liên quan cụ thể đến cuộc chiến ở Gaza. Những vụ bắt giữ gần đây bao gồm một giám đốc điều hành của một công ty liên quan đến kế hoạch kinh tế tầm nhìn 2030 của Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, người đã bày tỏ quan điểm về cuộc chiến mà chính quyền địa phương cho là gây kích động. Một nguồn tin nói, các vụ bắt giữ nhằm mục đích ngăn chặn mọi người đưa ra những tuyên bố trực tuyến về cuộc chiến có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Một nguồn tin khác của Ả Rập Saudi biết rõ vấn đề này cho biết, số lượng tù nhân đã gia tăng đáng kể trong 6 tháng qua tại một trong những nhà tù được bảo đảm an ninh tối đa của nước này. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 5, đã xuất hiện một đoạn phim kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe tải không người lái lao thẳng vào hàng trăm em học sinh tại một lễ hội ở Kyrgyzstan. Chiếc xe tải chở kem đang được một người bán hàng sử dụng thì bất ngờ lao xuống dốc, từ từ tăng tốc và hướng thẳng vào đám đông trẻ em, trong lúc hầu hết các bé đều quay lưng lại. Một số bé nhanh nhẹn đã kịp né thoát khỏi đường đi của chiếc xe tải, nhưng nhiều em lại không may mắn và bị chiếc xe tông thẳng cán qua. Trong suốt 50 giây, chiếc xe vượt qua hết đám đông này đến đám đông khác và chỉ chịu dừng khi lao vào một chiếc lều cuối cùng. Ước tính cho thấy chiếc xe bán tải Hyundai màu xanh đạt tốc độ 40 km h Vụ việc gây sốc đã được ghi lại trên video từ nhiều góc độ, bao gồm cả một chiếc UAV bay lơ lửng phía trên đám đông khi một số trẻ em dơ cao một lá cờ lớn của Kyrgyzstan. Sự kiện là một lễ hội dành riêng cho Manas Epic. Một bài thơ huyền thoại có ý nghĩa văn hóa to lớn ở nước Cộng hòa miền núi thuộc Liên Xô cũ, bao gồm trang phục truyền thống và trang phục lính. Nhiều người đàn ông khác đã dũng cảm chạy về phía chiếc xe, nhằm cố gắng vào cabin và dừng nó lại. Theo chính quyền địa phương, tài xế quên kéo phanh tay, hiện có 18 trẻ em đang nằm viện, bảy trẻ trong số đó được chăm sóc đặc biệt và ba trẻ trong tình trạng nghiêm trọng. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa đã kết thúc một lần nữa phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp